Tập 2. Phương tiện thân cận thầy tổ. Kính thầy tôn kính cùng quý huynh đệ tỷ muội thân quý. Rất nhiều huynh đệ cũng như con trước đây cực kỳ nhút nhát và sống thầm lặng. Sau khi con được thầy khai thị, con đã phá vỡ màng ngăn xa cách đó. Vì im lặng, tu cô đơn, xa thầy xa bạn, không sớm thì muộn sẽ trầm cảm và sụt lùi. Con xin kể giấc mộng cách đây hơn 2 hôm ạ. Con cùng khoảng 20 huynh đệ cùng nối tay nhau đi dạo trên bãi biển, nói cười rất vui vẻ. Chúng con tiến ra xa bờ để cảm nhận mùi vị sóng biển. Nhưng khi vừa mới ra một đoạn, có một cơn sóng cực lớn, cao gấp mấy chục lần con thoáng thấy thầy vội gọi: "Các con lui đây!" Thì nước ập đến cuốn trọn chúng con chơi vơi trong biển nước. Con nghe lời thầy nên cố gọi trong nước: "Siết chặt tay lại đi, siết chặt tay lại đi!" Lập tức cơn sóng tan ngay, rồi bỗng có chiếc thuyền lớn đến cứu chúng con tự tại trở về. Ai đã cứu chúng con? Chính sức mạnh của đoàn kết và sự tin tưởng tuyệt đối lời của thầy đã cứu chúng con trong giây lát. Nếu hàng ngày tu tập, chúng con không bám chắc vào thầy mà cứ ngại rồi âm thầm tu cô đơn thì sau này sẽ đi về đâu? Nhân đây, nhiều bạn sợ nói sai vì chưa hiểu thầy, nay Diệu Trang xin bật mí một vài phương tiện mà Diệu Trang nhận biết trong khi thầy khai thị từ trước đến nay, để tìm muội mạnh dạn xuân vầy bên thầy nhé. Những điều thầy ít thích nghe nè, khen hay như nói đức thầy hay thầy kính yêu, minh sư, thầy của con, cảm tạ, biết ơn xuông, y giáo phụng hành theo thầy, đó là lời biết ơn chân thành nhất. Hứa xuông, thầy muốn học trò im lặng làm theo pháp đã dạy, không muốn nghe như lời đã hứa, từ nay con sẽ, vân vân vân, để khỏi phụ ơn thầy. Nói hỏi, chào trên ngang trong tin nhắn chung khi thầy đang khai thị, chưa nghe kỹ lời dặn như nhóm công phu tốt, nơi để thầy chỉ dạy hoặc cho đăng các bài thầy đã duyệt, nên huynh đệ chỉ đọc vài like thoải mái, không trả lời ở đấy ạ. Thầy rất thương những học trò. 1. Tin tưởng tuyệt đối thầy tổ. 2. Ngoan biết nghe lời, không hỏi vì sao làm như vậy. 3. Tâm vì chúng sinh khế hợp với Bồ Tát, thầy. 4. Hiếu nghĩa, cung kính, biết ơn thật lòng. 5. Vượt qua chứng duyên hòa ái. 6. Đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau tiến tu. 7. Mạnh dạn nói ra điều trăn trở, khuất mắt trong lòng để thầy kịp thời chỉnh sửa cho. 8. Thăm hỏi thầy thường xuyên, nhưng không trúc lọc các câu lý thuyết suông, không thăm hỏi cho có. Ví dụ, ngày nào cũng chúc thầy mỗi ngày ăn lạc ạ, bởi thầy lúc nào cũng ăn lạc mà, vì thầy đã có định rất cao. Nên mỗi ngày nếu lồng ghép công phu tu tập và cảm giác trong quá trình tu tập vào thì sẽ linh hoạt, uyển chuyển và gần gũi hơn. Như thế này ạ: "Thầy ơi, hôm nay con công phu mà cảm giác đã lắm ạ. Lúc nãy con thưa thỉnh với Bồ Tát, con cảm giác gần gũi như nói chuyện với cha ạ. Mấy ngày nay con nghe đi nghe lại bài của thầy, con cảm thấy nãy con mới cúng Bồ Tát con tự tay nấu, nay con dâng mời thầy ạ. Hôm qua con nằm mộng thấy vân vân vân, con lo, con vui, vân vân vân. Hôm nay lúc con đang làm việc con ngẫm ra một đạo lý ạ, vân vân vân. Dạo này con thấy con tu ít vọng tưởng hơn hẳn ạ, nhờ áp dụng biện pháp, vân vân. Con và bạn càng ngày càng thân quý nhau ạ. Con tụng kinh con thấy họng con mát, miệng như được uống nước ngọt ạ. Đã lâu rồi con giảm tham sân si rõ ạ. Con mong thầy luôn ăn vui bên chúng con ạ. Con nguyện chúng sinh ngày ngày được lợi ích từ việc tu tập của chúng con ạ. Hôm nay con đi xa, nhưng con học theo thầy ra công viên đọc 10 biến chú lăng nghiêm nên con thấy vui lắm. Con đã dung hòa được việc đời với việc đạo khá ổn rồi ạ. Thầy ơi, lòng vì chúng sinh trong con ngày càng lớn ạ. Trời nắng lắm, thầy giữ gìn sức khỏe ạ. Mấy hôm nay con công phu mấy tiếng liên tục mà giống như mới bắt đầu ấy ạ. Thầy ơi, hôm nay con có chuyện vui lắm. Con chúc thầy luôn khinh an, tịnh tường bên cạnh chúng con nhé ạ. Trong lớp con thấy em gì đó tu ngày càng tốt lên rõ ạ. Mấy hôm nay con nói chuyện với những bạn gì đó, con cũng luôn dặn bản thân mình phải học theo như thế ạ. Thầy ạ, có những tỷ tuổi lớn hơn con nhiều nhưng luôn đặt tâm học hỏi rất cao, con rất là thán phục ạ. Chính vì vậy con cũng không ngại vì ít tuổi hơn mà chia sẻ tất tần tật ạ. Thầy ơi, chúng con ngày càng mở tâm hoan hỉ chia sẻ thoải mái hơn lắm ạ. Đây là điều mà con ước mơ từ lâu. Chúng con an lạc thì chúng sinh an lạc ạ. Thầy ơi, con quan sát thấy tỷ muội đang rất cố gắng và muốn nói chuyện hỏi thăm thầy, nhưng vẫn còn sợ lắm, giống như con hồi đó. Đúng là lúc trước con dạy khờ, tự mình xây tường ngăn cách ạ. Con nhớ thầy kể chuyện Phật dạy: không có duyên ta không độ được.
Tay thầy đang đưa ra, sao chúng con ngại không với lấy chứ? Từ nay con xin chui ra vỏ ốc sẽ thay đổi tích cực ạ. Diệu Trang biết các tỷ muội có nhiều phương tiện rồi nhưng ngại chưa chia sẻ. Nay có nhiều bạn hỏi cách nói chuyện sao cho tự nhiên hơn nên Diệu Trang xin nói ra những lời tâm tư trên. Mong huynh đệ thân tình hoan hỷ, chia sẻ thêm cho các huynh đệ mới vào sau thêm phần mạnh dạn nhé. Chúng ta là một gia đình luôn được sống trong vòng tay ấm áp của thầy phải không ạ? Thân thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.